là cái ông VB này, công cụ chuyển văn bản thành giọng nói này, nó bị ngáo rồi các bạn. Tự nhiên là hôm nay thì mình vừa mới dùng cái gói cước của mình nó bị hết hạn. Đâm ra là bây giờ mình sẽ mua gói mới mà vừa kích vào cái phần giá này. Trước đấy mình mua 2 triệu là cái gói chuyên nghiệp này nhá. Bây giờ giảm xuống còn 84.000. Và cái gói đặc biệt này cũng chỉ có 84.000. Quá là ngáo luôn. Được 12 triệu ký tự trong vòng 1 năm. Để dùng bao giờ cho hết. Nghe thử 1.500 ký tự một lần và ký tự tối đa là 100.000 một lần nhé. Trước đây mình dùng gói này chứ không phải là gói chuyên nghiệp, gói tiêu chuẩn này thôi. Tức là chỉ được 20.000 ký tự thôi. Còn lượt tải xuống không giới hạn, giới hạn 5 thiết bị. Ok, mình sẽ mua gói này nhé. Nếu mà các bạn muốn mua cái gói cước của VB bây giờ ấy, thì các bạn xem thông tin dưới mô tả nhé. Ấn vào mua ngay ấy, nó sẽ rất là tiết kiệm nhé. À, cái này siêu sale tháng 8. Không hiểu tại sao sale kinh ấy. Mình sẽ chọn cái gói này. Theo năm là giá tốt nhất là 641.000 một năm. Và mình sẽ phải thanh toán này. Đơn hàng này. Gói này là gói đặc biệt nhé. Theo năm. Bình thường của nó là 700 à 7 triệu 690 nghìn. Vậy giảm tận 6 triệu 691 nghìn. Khiếp đảm luôn. Tức là giá gói là 7 triệu 690 nghìn các bạn ạ. Mà bây giờ chỉ còn thanh toán có 999 nghìn thôi. Ok, mình sẽ chuyển khoản qua ngân hàng. Thẻ tín dụng thì mình sẽ thanh toán bằng thẻ tín dụng. 2000 years later. Rồi, xong rồi, đã mua rồi. Bây giờ cái này nó đã quay trở lại như này. Về lại siêu sale tháng 8, ok. Cái này hạn dùng của mình bây giờ sẽ là ngày 23 tháng 8 năm 2025. Và số lượng ký tự mình được dùng là 20, à 13 triệu nhé. 13 triệu ký tự. Ai cả, cả nhiều luôn. Ok, bây giờ sẽ chuyển văn bản. Để đồng ý. Cái thằng này thì nó có rất là nhiều gói cước ở đây các bạn. À, có rất là nhiều giọng đọc ở đây các bạn có thể sử dụng này. Nam có, nữ có này. Nam nữ đều có nhé. Việt Nam rồi tiếng nước ngoài. Ví dụ mình có hay dùng cái tiếng Anh này. Đấy. Anh Mỹ này. Rất là nhiều cái giọng cao cấp, giọng hay. Ok. Và phần này bây giờ mình sẽ đánh vào đây. Chữ nghĩa các thứ vào đây. Cái này trên tận 100.000 ký tự. Cái này tóm tắt phim rồi các thứ, tóm tắt chuyện này nhòe. Ok. Thông tin ngắn thế thôi, còn các bạn nào muốn mình hướng dẫn sử dụng cái này ấy, thì các bạn có thể nhắn tin cho mình nhé. Thông tin dưới phần mô tả để các bạn có thể nhắn tin. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bây giờ các bạn nếu mà các bạn muốn mua thì các bạn nhanh tay xem ở dưới phần mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.